bé 2 tuổi ngoan ngoãn theo mẹ đi làm lúc 2-3 giờ. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn sinh ra trong gia đình đủ đầy, cuộc sống ấm no. Chính vì vậy, có những em dù nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu thiệt thòi, hàng ngày lon ton theo bố mẹ mưu sinh. Thế nhưng trên tất cả, các em luôn hạnh phúc vì được bậc sinh thành yêu thương hết mực. Một tiktoker đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái. Hơn 2 tuổi mà 2-3 giờ tối vẫn lang thang đi làm cùng mẹ, thương con. Chúc con một đời bình an. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn, nhưng khiến người ta vừa ấm lòng lại có chút gì đó xót xa người mẹ là nhân viên vệ sinh nên hai ba giờ vẫn phải lam lũ làm việc điều đáng nói bên cạnh chiếc xe rác của chị là đứa trẻ nhỏ xíu chỉ mới tầm hai tuổi bé được mẹ sắm chiếc xe ba bánh để chơi và nghịch cho đỡ buồn mặc mẹ tất bật với công việc bé vẫn lon ton xung quanh chẳng dám nghịch ngượng hay bỏ đi đâu xa dù nhỏ tuổi nhưng em bé dường như rất hiểu chuyện không quấy khóc hay mè nheo chỉ lặng lặng tự chơi một mình để mẹ còn làm việc bé 2 tuổi ngoan ngoãn theo mẹ đi làm lúc 2-3 giờ. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn sinh ra trong gia đình đủ đầy, cuộc sống ấm no. Chính vì vậy, có những em dù nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu thiệt thòi, hàng ngày lon ton theo bố mẹ mưu sinh. Thế nhưng trên tất cả, các em luôn hạnh phúc vì được bậc sinh thành yêu thương hết mực. Một tiktoker đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái, hơn 2 tuổi mà 2-3 giờ tối vẫn lang thang đi làm cùng mẹ, thương con. Chúc con một đời bình an. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn, nhưng khiến người ta vừa ấm lòng lại có chút gì đó xót xa. Người mẹ là nhân viên vệ sinh nên hai ba giờ vẫn phải lam lũ làm việc. Điều đáng nói, bên cạnh chiếc xe rác của chị là đứa trẻ nhỏ xíu, chỉ mới tầm 2 tuổi. Bé được mẹ sắm chiếc xe ba bánh để chơi và nghịch cho đỡ buồn. Mặc mẹ tất bật với công việc, bé vẫn lon ton xung quanh, chẳng dám nghịch ngợm hay bỏ đi đâu xa. Dù nhỏ tuổi nhưng em bé dường như rất hiểu chuyện, không quấy khóc hay mè nheo, chỉ lặng lặng tự chơi một mình để mẹ còn làm việc để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này